Lại gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo, vẫn là cái chủ đề sửa cái bếp hồng ngoại, trong cái chủ đề là sửa chính cái ma lỗi trong cái bếp, từ bếp hồng ngoại Sanaki. Đây là cái bo của bếp hồng ngoại Sanaki. Thì video này ta sẽ đề cập đến cái ma lỗi E4 và E5 trong cái bếp hồng ngoại. Thì để sửa được cái lỗi E4 E5, chúng ta phải tìm hiểu được cái nguyên nhân dẫn đến cái lỗi E4 và E5. Rồi chúng ta sẽ đến cái hướng khắc phục để chúng ta sửa chữa những cái lỗi này nhanh và cơ bản. Lỗi E4 và E5. Video này tôi có thể làm luôn cả cái lỗi E4-E5, về cái lỗi bên này nó cùng trên một cái đường mạch thì nó gây ra cái lỗi E4-E5, thì chúng ta làm tập thể vào cho gọn và cho dễ tìm hiểu. Thì lỗi E4 thì như các bạn đã biết, khi biết từ gặp phải cái lỗi E4 thì và E5 thì chúng ta tra trên mã lỗi nhà sản xuất đưa ra là lỗi E4 là điện áp vào thấp, nghĩa là cảnh báo điện áp vào thấp dưới 170V, và cái lỗi E5 này là cảnh báo cái áp vào cao hơn 220V, khoảng 230-240V, thì bếp sẽ cảnh báo là cái áp vào điện áp vào nó quá cao thì nó sẽ không cho chúng ta sử dụng. Và trên màn hiển thị chúng ta thấy lỗi E4 là tương ứng với áp thấp và E5 là tương ứng với lỗi áp vào cao. Thì nhìn trên cái bo mạch cụ thể thì đâu là cái mạch để vi xử lý nhận biết được là cái điện áp đưa vào cái bếp này sử dụng nó đang thấp hay cao, hay là đang ở mức 220 để bếp tiếp tục cho sử dụng. Nhìn trên cái bo cụ thể này, chúng ta quan sát từ đường vào 220 kết nối, một đường sẽ đi qua cầu chì, một đường sẽ đi thẳng đến T1 của chi ác. Thì từ cái đường qua cầu chì thì sẽ có một con diode để nắn cái điện áp, tạo ra cái điện áp 300V để nuôi cho khối nguồn xung, để chạy ra cái điện áp 5V và 8V, 5V và 18V, 5V cho vi xử lý, 18V cho quạt. Thì cùng trên cái đường từ giắc cắm qua cầu chì thì chúng ta nhìn đây có hai con điện trở nối tiếp với nhau. Con điện trở này là 330 kg. Đây các bạn nhìn hai con điện trở nối tiếp này. Hai con điện trở này xuất phát từ một cái đường AC qua cầu chì. Thì đây là điểm xuất phát của mạch lấy cái điện áp đưa về vi xử lý, để vi xử lý nhận biết được cái điện áp mà cái đầu vào là nó tăng hay là nó giảm, để vi xử lý đưa ra những cái mã lỗi. Nhìn trên mô mạch chúng ta nhìn thấy hai con điện trở, đây nhìn dưới dưới thì từ một chấu vào đường AC qua cầu chì, chúng ta thấy một đường nó sẽ qua diode nắn để cấp cho nguồn xung qua con điện trở để đưa vào tụ lọc nguồn xung, một đường nó sẽ qua con điện trở 330 kg nối tiếp với một con điện trở 330 kg nữa, rồi được nắn qua một con diode. Đây con diode, đây con diode trên này nó ký hiệu là con D8, và một con điện trở con R13, con điện trở nhỏ nhỏ đây màu xanh đây, con điện trở này để nối cái đường của đầu diode về cái pha AC còn lại. Đấy các bạn nhìn, chạy về cái pha AC, cái là đường âm của tương luôn với cái đường âm của cái tụ 300V. Từ cái đường AC qua hai con điện trở nối tiếp 330 ohm qua diode nắn qua một con điện trở nối về đường AC còn lại, thì được cái điện áp này được lọc trên một cái tụ. Cái tụ này là 50V 4.7mi để thu được một cái điện áp cố định khi cái đầu vào nó cố định. Cái điện áp lúc cái bo này nó chạy bình thường chúng ta đo ngay trên bản thân con tụ. Con tụ này trên đây ký hiệu là con C13,
Con tụ này chúng ta đo điện áp để thang DC 10V, chúng ta đã đo, chúng ta thu được khoảng độ 2,7V. Tức là cái 2,7V này thì được qua cái hai con điện trở hạn dòng qua nắn, iốt nắn và lọc trên cái tụ này thì nó tạo ra cái điện áp 2,7V. 2,7V này sẽ được đưa vào cái rắc để kết nối với cái mạch vòi hiển thị để lên vi xử lý. Thì vi xử lý sẽ nhận được cái điện áp 2,7V đây. Thì tùy vào cái đời máy, tùy vào cái hãng sản xuất nó sẽ quy định với cái điện áp báo về, nó cho phép, ngưỡng cho phép nó hoạt động thì nó hoạt động khoảng trong cái khoảng nó cho phép. Tôi giả sử như nó có thể cho phép với cái điện áp báo về từ 2V cho đến khoảng độ 3V 2, 3V rưỡi. Thì dưới 2V thì nó cho là cái điện áp thấp. Và khi cái điện áp qua cái đường báo về này nó cao hơn 3,5V thì nó cảnh báo chúng ta là cái điện áp vào cao, cao hơn 220V. Thì nó sẽ có cái lỗi E4 và E5. Thì vậy đứng trước cái lỗi E4 V5 thì chúng ta phải tìm được ra cái đường mạch báo về cái, đây là mạch bảo vệ quá áp. Chúng ta phải tìm được, chúng ta phải biết cấu tạo của nó gồm những điều kiện nào. Thì bây tôi sẽ cùng các bạn chúng ta cùng dò vẽ ra cái mạch này để chúng ta hiểu nó sâu hơn. Thì đây là cái mạch bảo vệ quá áp. Thì nó là cái đường AC này, một đường này chạy thẳng này, một cái đường AC này nó sẽ qua cầu chì. Đây có cầu chì này. Đây là cái cầu chì. Thì cầu chì nó sẽ qua hai con điện trở nối tiếp. Đây hai con điện trở hạn dòng. Tiếp tục qua hai con điện trở tôi gọi là R1, R2. Hai con này đều có chỉ số là 330K. Hai con điện trở R1, R2 là hai con điện trở mỗi con 330 kg. Tiếp tục khi qua điện trở hai con điện trở hàn dòng thì đến một con diode nắn, con D8. Đây nhìn trên mạch, đây là con diode D8 cạnh cái tụ 400V đây. Rồi khi được nắn, khi được chỉnh lưu qua con D8 này, nó sẽ được lọc trên cái tụ C13. Cái tụ này có chỉ số là 50V 4.7mm. Chúng ta thu được cái điện áp ở đây với cái lúc máy nó đang chạy bình thường với cái điện áp 220V, sắp chỉ 220V thì nó thu được khoảng độ 2,7V DC. Đây nó có một con điện trở đi về đường AC còn lại. Đây con điện trở nhỏ nhỏ đây, con điện trở R13. Thì cái này nó sẽ lên kết nối với cái rắc để đưa lên cái bo vi xử lý. Đây cái rắc đây tôi vẽ đây. Khi ta đã tìm hiểu được cái lỗi E4 và E5 nó nguyên nhân nó từ đâu thì chúng ta dựa vào cái mảng mã lỗi, ta dựa vào cái sơ đồ, dựa vào cái mạch bảo vệ của áp, cái nguyên lý hoạt động của nó thì ta sẽ khắc phục được cái vấn đề này. Ở lúc hoạt động bình thường thì điện áp 220 thì qua cầu chì, qua hai con điện trở hạn dòng R1, R2 có chỉ số 330 kg, được chỉnh lưu qua con D8, được lọc trên con tụ C13 thì thu được cái điện áp 2,7V. 2,7V ở chân vi xử lý. Thì khi vi xử lý nhận được cái mức vôn 2,7V này thì vi xử lý hiểu được là cái dòng điện nó đang ổn định ở 220V. Bây đứng trước cái lỗi E4 thì chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái lỗi E4 trên cái mạch này. Thì lỗi E4 là chúng ta biết là nó cảnh báo là cái điện áp thấp
dưới 170V. Đây là lỗi E4. Thì cái nguyên nhân này thì dẫn đến cái lỗi E4 này thì có thể là do cái điện áp điện lưới của chúng ta 220 vào cấp vào cái bếp sử dụng này nó thấp thật, là do tùy vào những vùng mình sử dụng điện lưới vào những cái thời điểm thì cái điện áp này có khi nó bị sụt. Khi nó sụt dưới 170V thì cái dòng điện đưa vào trong cái bếp này qua cái mạch này thì nó sẽ bị tụt thấp hơn 2V. Thì vi xử lý nhận được cái điện áp thấp báo về đây thì vi xử lý sẽ cảnh báo cái lỗi E4 là 170. Thì đó là một nguyên nhân thứ nhất là cái điện áp thấp. Thấp thật nghĩa là cái điện áp sử dụng của ta nó bị tụt xuống khoảng 170V AC. Thì đó là lúc hoạt động bình thường và cái điện áp bị tụt xuống thì thông qua cái cầu phân thông qua cái mạch này nó báo về thì là điện áp vi xử lý phát hiện ra cái điện áp này đang thấp. Thì đó là một cái trường hợp là cái điện dùng của chúng ta nó bị thấp thật và cái mạch này đang hoạt động đúng thì nó sẽ cảnh báo lỗi E4. Thì ở cái trường hợp này ta khắc phục cái trường hợp mà cái lỗi E4 này thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái dòng điện cấp vào xem nó có tụt thật không. Thì ta lấy đồng hồ ta đo với cái điện AC 220 này xem nó có là 220 hay nó là đang 870V. Thì ta kiểm tra, chúng ta đo mà nó là 170V thì cái bếp này đang hoạt động đúng với cái kỹ thuật của nó. Nó đã phát hiện được ra là cái điện áp đang thấp thì cảnh báo lúc đó ta muốn sử dụng bếp thì ta phải nâng được cái dòng điện lên bằng cách chúng ta sẽ phải dùng qua ổn áp để nâng lên cái điện áp lên cho đủ 220 thì chúng ta sẽ thấy hết cái lỗi E4. Trường hợp thứ nhất đó là cái nguồn điện vào nó thấp thật. Trường hợp thứ hai là và khi cái lỗi E4 này nó cảnh báo trên cái màn hình hiển thị thì chúng ta đã kiểm tra cái điện áp mà đo cái điện áp đầu vào nó vẫn là 220 nhưng trên cái bảng mà lỗi nó vẫn báo lỗi E4 thì cái trường hợp thứ hai cái lỗi E4 này thì chúng ta sẽ kiểm tra liên quan đến cái mạch bảo vệ này. Bởi vì pháp này nhé, trong quá trình sử dụng thì hai con điện trở hàn dòng R1 R2 chỉ số 330K này có thể bị già tăng chỉ số, tụ C13 này có thể là đây là tụ lọc có thể khô thì đều dẫn đến cái dòng điện đi qua hai con điện trở này được chỉnh lưu con diode này được lọc cái tụ này nó bị giảm. Thì tương ứng giảm thì vi xử lý nhận được cái điện áp thấp ở đây thì nó sẽ hiểu được là cái điện áp cấp vào cái bếp của chúng ta đang bị thấp thì sẽ cảnh báo lỗi E4. Thì đứng trước cái lỗi E4 mà ta đã kiểm tra cái trường hợp thứ nhất nó không phải là cái điện áp cấp vào nó thấp mà nó đang lỗi trên cái mạch này thì chúng ta kiểm tra điện trở, hai con điện trở 330K, kiểm tra con D8 có gì không, kiểm tra con tụ thay từ con tụ C13 có không bị khô không. Đó, chúng ta đo thử cái điện áp ở đây. Khi ta đo cái điện áp ở đây nó hơn 2V, nó khoảng 2,7V thì là tốt. Còn lúc nó báo điện áp thấp thì chúng ta kiểm tra đây thì khả năng cái điện áp đây nó sẽ dưới 2V, dưới 2V. Thì chúng ta sẽ kiểm tra một số linh kiện chúng ta thay. Và đây khi nó đạt được cái điện áp hơn 2V, 2V7 đây thì cái máy nó sẽ chạy bình thường. Thì đó là với cái lỗi E4. Thông thường những con điện trở 330K này ở ngay đầu vào của cái điện áp 220 nó hoạt động cái điện áp cao thì thông thường là cái thời gian nó hay bị tăng cái chỉ số, mà để ý hai con điện trở 330K này. Thì đó là cái trường hợp lỗi E4. Thì vẫn là lỗi E5 liên quan đến cái mạch bảo vệ quá áp này thì chúng ta chuyển sang cái lỗi E5. Cái lỗi E5 là cảnh báo. Cao
trên 220V. Thì đứng trước cái lỗi E5 trên cái bếp hồng ngoại này thì chúng ta cũng tiến hành phân tích trong nguyên nhân, và chúng ta cũng lần lượt kiểm tra theo những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái lỗi E5. Thì cũng xuất đều, cũng xuất phát từ cái mạch bảo vệ có áp này, thì cũng qua hai con điện trở này, cái mạch trên đây thì nó cũng báo về xử lý. Ở cái trường hợp thứ nhất E4 là cái áp nó báo về qua cái mạch này nó dưới 2.7V, dưới 2V này, thì nó sẽ phát hiện ra là cái dòng điện đưa vào nó bị thấp. Vẫn cái mạch này với cái điện áp cao lên thì khi nó thu được hơn 3V, 3.5V đổ lên thì vi xử lý này nó sẽ đã nhận được cái áp cao đây, thì nó sẽ báo chúng ta với cái lỗi E5 là cảnh báo là cái điện áp vào nó quá 220, 230, 24 gì đó. Thì với cái trường hợp này chúng ta cũng có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là với cái lỗi E5 này, nó cảnh báo điện áp cao, thì chúng ta cũng tiến hành kiểm tra cái điện áp đầu vào AC của chúng ta xem sao. Chúng ta đo ngay cái điện áp đầu vào này xem nó là 220 hay là hơn 220. Thì trường hợp thứ nhất chúng ta đo nó có thể là vượt hơn 220, thì cái mạch này đang hoạt động đúng với cái điện áp đưa vào, nó cao thật thì nó sẽ phát hiện là cao và nó cảnh báo E5. Thì với E5 trường hợp nhất chúng ta kiểm tra cái điện áp vào xem nó là 220V hay là cao hơn. Nếu là 220, nếu là cao hơn thì là đúng, chúng ta phải tắt máy, chúng ta kiểm tra lại dòng điện xem nào, dùng ổn áp chúng ta tiếp tục sử dụng, chứ khi cảnh báo điện áp cao chúng ta không nên sử dụng nữa, thì đúng nó là cái điện áp vào cao thật. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta đã kiểm tra điện áp mà nó là vẫn là 220V mà nó vẫn lỗi E5, thì lúc này nó liên quan đến cái mạch bảo vệ. Qua mạch bảo vệ có áp này. Thì chúng ta cũng bắt đầu cùng ta kiểm tra cái mạch bảo vệ của áp cho tôi, nếu mà nó tăng cái điện áp ở cái chân IC nhận về này thì nó đang cảnh báo chúng ta là lỗi E5, cái điện áp vào quá cao. Thì cũng cái trường hợp này xảy ra thì có thể là do điện áp cao thật, và cũng có thể cái trường hợp mà lỗi trên cái đường mạch này. Nhưng mà thông thường chúng ta thấy là với con điện trở chúng ta dùng trong thực tế là những con điện trở này hạn dòng này thì nó có xu hướng là tăng chỉ số, chứ ít khi không có trường hợp giảm chỉ số. Nên cái trường hợp mà xảy ra cái áp cao thì thông thường thì nó xảy ra cái vấn đề là cái áp nó vào cao thật, cao hơn 220V thật. Còn cái trường hợp nó xảy ra lỗi trên cái mạch này để tạo ra cái điện áp cao hơn ở đây thì cũng có, nhưng mà rất là ít. Chủ yếu là cái điện áp vào là thấp, thấp do điện trở, do tu điện khô, do đứt một trong hai con điện trở này, đứt con điện trở R3 này, thì mất cái điện áp về đây thì nó cho là cảnh báo là thấp. Thì đó là toàn bộ cái lỗi E4 và E5 này. Chúng ta nó cái với cái mạch cụ thể này thì nó rất là đơn giản, nó chỉ là một cái mạch bảo vệ có áp, nó gồm một số liên kiện điện trở và một hai con điện trở diode và tụ, thì để lấy cái áp đưa về vi xử lý thì chúng ta sẽ đứng trước cái van này, chúng ta bình tĩnh chúng ta kiểm tra, thì cái van này chúng ta cũng dễ sửa thôi. Thì thông qua video này trợ giúp anh em chúng ta sửa về cái lỗi E4 và E5. Thì tiếp tục video sau chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái sửa bên ngoại với cái lỗi E6, E7, E8, E9. Video này tôi lại dừng ở đây. Xin chào và tạm biệt các bạn.